dòng đất, thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, bảo đảm quyền thụ hưởng của nhân dân trong quá trình thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tiết mục phát thanh pháp luật với cuộc sống do Hội đồng Cố vấn Giáo dục Pháp luật huyện Núi Thành phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện thực hiện. Thân ái chào tạm biệt. Chương trình phát thanh về thông tin đối ngoại. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh tuyên truyền về thông tin đối ngoại do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện Núi Thành thực hiện. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe thông tin về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam năm 2023. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh có kế hoạch số 1714 về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam năm 2023. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại, xây dựng bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, tạo đột phá trong truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Nam ra nước ngoài theo hướng phát huy hơn nữa vai trò của địa phương là nền tảng để xây dựng thương hiệu, định vị hình ảnh tỉnh Quảng Nam, lan tỏa hình ảnh văn hóa con người Quảng Nam đến với bạn bè quốc tế. Thông tin kịp thời giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là môi trường đầu tư thuận lợi, chính sách thu hút đầu tư tiềm năng lợi thế của Quảng Nam đến với bạn bè quốc tế, hạn chế tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái xuyên tạc của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị. Đặc biệt về các vấn đề biển đảo, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo đồng thuận trong nước và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam và các vấn đề có liên quan đến biên giới quốc gia. Nội dung thực hiện bao gồm tiếp tục triển khai có hiệu quả nội dung các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án thông tin đối ngoại tại địa phương, triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại về tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền quảng bá hình ảnh của tỉnh Quảng Nam, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh hợp tác truyền thông, cung cấp thông tin báo chí về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thực hiện chương trình phối hợp trong công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển hải đảo giai đoạn 2021 đến 2030 tại địa phương. Để đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cần phát huy tính chủ động sáng tạo, linh hoạt của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, trong đó nâng cao trách nhiệm xây dựng hình ảnh của địa phương, của ngành, chú ý khai thác những lợi thế đặc trưng riêng, nghiên cứu làm ghép nội dung thông tin đối ngoại vào các hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình phát thanh tuyên truyền về thông tin đối ngoại của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện Núi Thành. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Về công tác lao động, người có công và xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục phát thanh tuyên truyền về công tác lao động, người có công và xã hội do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Núi Thành phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện thực hiện. Chương trình được phát vào thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 104.5 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục hôm nay giới thiệu bài huyện Núi Thành triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 đến 2025 của phóng viên Trương Mộc. Thực hiện quyết định số 2873 ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 đến 2025. Ủy ban Nhân dân huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 đến 2025.
đổi kịp thời đúng mục tiêu đối tượng, nội dung hội trợ của chương trình và đúng quy định, phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương, khả năng tham gia của các đối tượng trong thực hiện chương trình. Quá trình thực hiện phải đảm bảo công khai dân chủ minh bạch, đồng thời thực hiện lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự án chính sách hoặc đồng khác đang triển khai trên cùng một địa bàn. Để thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo, việc tổ chức thực hiện chương trình